Dạ thưa sư, cho con hỏi là khi thọ bát quan trai giới thì sữa, cà phê, sữa, trà, nước ngọt có thể dùng buổi chiều được không? À, có thể dùng ha. À, tuy nhiên nếu mà quý vị ở Miến Điện thì Miến Điện không cho dùng. Ở Thái Lan thì Thái Lan cho dùng, ở Việt Nam thì Việt Nam cho dùng. Trà cũng vậy, ở Miến Điện thì Miến Điện không cho dùng. Mà ở Thái Lan, ở Việt Nam thì cho dùng. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.